Năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế, là trung tâm của cả nước về kinh tế biển, bao gồm công nghiệp, công nghệ cao về biển, khoa học, công nghệ biển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ du lịch biển đảo và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Phấn đấu tới năm 2045, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, có bản sắc, là thành phố đô thị ven biển ngang tầm khu vực, thu hút du khách đến với một thành phố biển có môi trường sống văn minh và hiện đại. Và để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật phần 3 với chủ đề Biển, tiềm năng và phát triển.